mặt tất cả quý khách hàng, đó chính là bộ bàn ghế Truyện Ngọc Anh, gỗ dáng hương Lào, vân nu chun 3D, và gồm tất cả là 10 món: một bàn lớn, một chiếc ghế dài, 4 chiếc ghế đơn và 4 chiếc đôn cao, với chất liệu là gỗ dáng hương vân chun 3D siêu VIP, xuất xứ từ Lào. Và như tất cả mọi người cũng biết, gỗ dáng hương là một loại gỗ quý hiếm ở Việt Nam, và chính vì thế thì giá thành của loại gỗ này không hề rẻ. Với nguồn xuất xứ thì cây dáng hương khởi nguồn là một loài cây bản địa ở các nước Đông Nam Á, mà chủ yếu là ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia và một số quốc gia ở ngoài Đông Nam Á như Nam Phi, Ấn Độ. Đặc điểm màu sắc và vân gỗ thì gỗ có lõi và giác phân biệt. Giác màu vàng nhạt, lõi màu nâu vàng, gỗ chắc, không mối mọt, ít bị nứt nẻ, thớ gỗ và vân rất là đẹp và bền. Ứng dụng của loại gỗ hương này thì nhờ vào màu sắc đẹp và được thị trường vô cùng ưa chuộng. Với nặng trung bình, loại gỗ quý dùng được trong xây dựng, đóng đồ dùng cao cấp như bàn ghế, đồ mỹ nghệ đều có giá trị cao hơn so với những loại gỗ thông thường khác. Ngoài ra, gỗ dáng hương còn dùng để đóng đồ nội thất như giường, tủ, bàn ghế và sàn gỗ tự nhiên. Tuy nhiên, không chỉ như vậy, vỏ của cây dáng hương còn có chứa tannin và nhựa của loài cây này có màu đỏ, còn có thể dùng để nhuộm quần áo. Về tình trạng thì hiện tại, cái loài cây dáng hương này đang bị khai thác một cách quá mức và bừa bãi tại các rừng tự nhiên. Kết quả là chúng phải được liệt kê vào sách đỏ và các loài thực vật quý hiếm và cần được bảo tồn. Và chính vì vậy cũng là lý do vì sao những sản phẩm khi được làm ra từ chất liệu gỗ dáng hương này đều có một cái giá phải nói là rất là cao. Và để có thể tích tụ những cái đường vân tạo nên những cái nu quằn quện quấn quýt nhau như những đám mây vừa độc đáo vừa đặc sắc như thế này, thì đòi hỏi những cái cây gỗ dáng hương này phải có tuổi đời từ hàng trăm năm và có khi lên đến hàng nghìn năm mới tích lũy được như thế. Chính vì vậy mà cái giá trị mà những cái dòng sản phẩm mang lại từ chất liệu gỗ dáng hương này vô cùng cao và vô cùng đẳng cấp so với những dòng gỗ quý hiếm thông thường khác. Và cũng chính vì vậy, khi những quý khách hàng nào chúng ta sở hữu được những cái bộ bàn ghế với một chất liệu gỗ vô cùng quý hiếm bậc nhất như thế này, thì càng thể hiện lên một cái sự đẳng cấp của quý khách đối với những người xung quanh. Và để có được cái sự đẳng cấp thì chúng ta bỏ ra một cái mức giá là 379 triệu đồng. Thì em nghĩ đây là một mức giá phải nói là vô cùng là hợp lý. Và để ai sở hữu đã yêu thích bộ bàn ghế và mong muốn sở hữu cái bộ bàn ghế ngày hôm nay, thì chúng ta có thể đặt chân tới địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 để có thể chiêm ngưỡng, xem hàng trực tiếp và có thể mua hàng một cách nhanh chóng nhất tại cửa hàng của chúng em. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn theo dõi. Cái bộ bàn ghế ngày hôm nay và muốn có một cái phong cách hơi là khác
con để biết.